tuyên bình từ một chiều rừng chân chúa ta bên nhau nhìn cổng viên lá đồ vì chưa quen mà sao tình như đã dấu ai còn nghe rồi ngăn cách mấy ai không gửi lệ sầu tình vừa nóng thì vừa được tình xót thương em ra đi về bên kia cõi đời sẽ tan lặng buồn trong lòng vô vấn không tiêu mối tình này không em dường hoang buồn sơ sắc nghĩa trang lạnh lùng nghĩa chàng lạnh.
ơn rất nhiều. Dạ cảm ơn tiếng hát của âm thanh Hoàng Giang rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay thì em xin mời tiếng hát của anh Ba sẽ gửi tặng quý vị ca khúc Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng. Trân trọng kính mời tiếng hát của anh Ba Mimosa.